Thịt của Thúy nó đã thấm gia vị rồi nè mọi người. Đó, Thúy sẽ cho nước dừa vô. Hai, Thúy chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy sẽ vào bếp nha mọi người. Thúy sẽ làm cái món thịt kho nè. Thịt kho thì nói chung thì cũng rất là dễ kho, nhưng mà đôi khi á, nhiều khi mình muốn cái miếng thịt của mình nó như thế nào á mới là quan trọng, đúng không mọi người? Cho nên mọi người vào bếp cùng Thúy với Thúy nha. Hôm nay mọi người vào bếp cùng Thúy nha. Thúy sẽ chia sẻ cái cách mà mình kho thịt như thế nào, mình ướp như thế nào để cho nó miếng thịt của mình nó thật là trong á, mỡ nó thật là trong veo như mắt mèo luôn á mọi người. Đó, này Thúy cố tình Thúy mua thịt hơi có mỡ hơi nhiều nè để Thúy làm cái món này để chia sẻ đến mọi người ha. Giờ Thúy chuẩn bị ra Thúy ướp gia vị nha mọi người. Cái khâu quan trọng nhất là ở đây là Thúy ướp đường. Thúy sẽ ướp đường. Thúy sử dụng cái này là 1 kg thịt nè mọi người. Thúy sử dụng thịt có mỡ hơi nhiều, thịt đùi mà mỡ hơi nhiều, đặng Thúy cho mình thấy, Thúy chia sẻ đến mọi người là thịt cho nó trong á, thành ra Thúy mua mỡ hơi nhiều. Thúy ướp 3 muỗng rưỡi canh đường. Đó, Thúy sẽ trộn đều lên. Gia vị của Thúy là tỏi. Sẽ đem đi phơi nắng nha mọi người. Đây là cái bí quyết coi như là để thịt mình nó trong veo luôn á, cái miếng mỡ á của cục thịt của mình nó trong veo luôn á, là bí quyết là mình ướp đường và tỏi xong rồi mình đem phơi nắng khoảng 20 phút nha mọi người. Rồi Thúy trộn đều lên, Thúy đem đi phơi nắng nha. Chút xíu nữa mình vô mình sẽ lăn thịt rồi mình mới ướp thêm. Thịt của Thúy phơi nắng được 20 phút rồi nè mọi người. Đó, mọi người nhìn nó mỡ nó bắt đầu trong ra nè, khi mình kho lên nó sẽ trong veo luôn. Bây giờ Thúy sẽ bắt nồi lên. Thúy sẽ chế tí xíu dầu lên, Thúy bật bếp lên, Thúy sẽ lăn cho cái thịt mình nó săn lại rồi mình mới ướp nha mọi người. Rồi mình chế một ít dầu thôi, tại vì thịt của mình nó cũng rất là nhiều mỡ cho nên mình chế ít thôi. Rồi bây giờ Thúy sẽ cho thịt vô. Vì mình ướp á, mình ướp đường á, nó ra nước đường á mọi người. Cho nên thịt đó mình ướp đường á cho nên nó ra nước rất là nhiều, cho nên bây giờ thì sẽ lăn cho nó cạn cái nước này, cái thịt miếng thịt mình sẽ vàng óng ánh luôn. Rồi thì sẽ ướp, rồi thì sẽ cho nước dừa vô. Mình sẽ có nồi thịt rất là tuyệt vời luôn. Thì cho nước dừa vô là thịt mình sẽ rất là ngon luôn. Rồi cái nồi thịt kho của Thúy á thì đã lăn cho nó đều, nó lên màu đẹp rồi nè mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ cho gia vị vô nha. Đây là nước mắm nè. Thì nãy cái hạt nêm với lại tí xíu muối đó. Giờ Thúy cho thêm 3 muỗng nước mắm. Giờ Thúy sẽ cho vào cái nồi thịt của mình. Mình trộn đều lên cho nó thấm gia vị, cho nó sôi, cho nó sắc sắc lại, cái mình sẽ cho nước dừa vào nha mọi người. Đó. Cái nồi thịt của Thúy nó đã thấm gia vị rồi nè mọi người. Đó, Thúy sẽ cho nước dừa vô. Đó, Thúy đã chặt nước dừa ra ca nè, Thúy cho nước dừa vô. Mình có nước dừa thì mình sử dụng nước dừa thì nó mau mềm mọi người, mà nó ngọt nó ngon. Còn mình không có thì mình sử dụng nước lọc cũng được, không sao hết. Đó, chút xíu nữa thịt mình nó mềm á, nó sẽ trong veo luôn á. Rồi mình chờ cho nó sôi lên cho nó mềm. Rồi đây cái nồi thịt của Thúy, cái mẹo mà để mình kho cái thịt của mình á, khi mà chín á cái mỡ của nó sẽ trong sẽ đẹp á mọi người. Đây Thúy đã kho chín rồi, Thúy múc ra ngoài dĩa nè, Thúy cho mọi người xem nè. Rồi mọi người nhớ áp dụng như cái cách của Thúy ha, cái mẹo rất là hay, rất là đơn giản, nhưng mà khi mà mình kho nồi thịt kho tàu của mình Thúy, đây cái nồi thịt của Thúy đã kho chín rồi nè mọi người, Thúy múc ra ngoài dĩa nè, Thúy cho mọi người xem nè. Đó, cái mẹo rất là đơn giản, nhưng mà khi Thúy kho thịt mình chín là nhìn hấp dẫn mọi người. Nó vàng ươm luôn á, mà cái mỡ của nó thì trong veo luôn, rất là ngon luôn. Cho nên Thúy muốn chia sẻ đến mọi người để khi mà mình kho cái nồi thịt của mình á, mình muốn cho cái nhiều khi thịt mình mua mà lỡ bị mỡ hơi nhiều á, mình sẽ làm theo cái mẹo, cái cách của Thúy nè. Là cái nồi thịt mình rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn. Thôi video của Thúy chia sẻ chỉ vỏn vẹn là cái món, cái mẹo để mà mình kho thịt khi mà nó chín á, nó sẽ trong, nó sẽ đẹp, nó sẽ ngon nha mọi người. Thúy mà thấy hay thì cho Thúy một like và nhớ ấn vào nút đăng ký và ấn vào cái chuông nha mọi người, để khi Thúy up video mới lên đó mọi người xem ủng hộ Thúy ha. Thúy cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua đã xem video của Thúy ha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người nha.